Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một em Christopher Watt. Và em Christopher Watt này là một em Limited Edition. Cho nên anh em nào mà thích chiếc này thì có thể liên hệ nhanh nhé. Không là bên mình lên video dòng này thì thường là cũng khá là nhanh bay. Chúng ta sẽ có một cái hộp dài đặc trưng của dòng Christopher Watt với cái logo, double logo ở đây, hai dấu cộng được làm âm bản và dương bản các bạn. Đó. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có thêm dòng chữ là Christopher Watt nữa. Phần này thì được làm bằng da, và da này là da công nghiệp. Và ở phía bên này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ được làm bằng tre các bạn nhé. Mình sẽ mở ra cho anh em coi. Trước này thì sẽ có cái ngày mình mua là 24 tháng 11 năm 2022, khá là mới, và mã đầy đủ đây. Tên đầy đủ của nó là C63 Cylinder phiên bản Jura Green Limited Edition. Mã của nó là C6336ADA3 và S00V0. Trên này có size là 36mm, cho nên các bạn có thể thấy là trong cái mã của nó sẽ có là con số 36 luôn. Và chúng ta sẽ có là sổ sách của nó đi kèm. Mình sẽ cùng lên tay. Thông thường là cái thẻ này của nó thì sẽ được gắn ở đây các bạn nhé. Mình sẽ gắn lại. Đó. Và đây chính là chiếc C63 mà mình muốn giới thiệu anh em. Chiếc này là một chiếc Limited Edition. Phiên bản này thì được làm với tổng cộng là khoảng 4 phiên bản Limited Edition với 4 màu. Đó là màu xanh Jura Green này, một màu xanh Tiffany, một màu cam và một màu đỏ. Thì phiên bản màu xanh này thì sẽ đi kèm với cái dây được Christopher Watt gọi là Leather Oak. Cái dây này nó có cái màu khá là đẹp, màu hạt dẻ. Như các bạn thấy là cái mặt màu xanh của nó cũng rất là dễ thương, nói chung là dễ đeo và dễ phối. Cộng với việc nó là size 36mm nữa, cho nên là với dòng sản phẩm này nó sẽ phù hợp với anh em tay nhỏ và vừa. Chiếc này thì sẽ có cái lắc to lắc là 42.87 42.87mm, cho nên là anh em vui lòng đo cái bề ngang này. Đó, nếu mà bề ngang anh em khoảng tầm 45mm là chúng ta đeo được chiếc này. Với cái size 36 này thì sẽ cực kỳ hợp lý và phù hợp với người châu Á, cho nên cũng rất là dễ đeo. Mặt số của chiếc này sử dụng một cái mặt số màu xanh mà được Christopher Watt đặt tên là Jura Green. Đó, mặt số màu xanh này thì theo như mình tìm hiểu đó là mặt số lacquer, tức là mặt số sơn mài. Và nó sẽ được sơn là sơn mài xanh, và nó sẽ có bề mặt nó hơi bóng một chút các bạn nhé. Cho nên là nó sẽ tạo cho cái màu xanh của nó là khá là tươi. Ở phía ngoài này chúng ta sẽ có bộ thân được làm hoàn toàn từ thép không gỉ và được hoàn thiện rất là tốt với những cái đường cắt kim cương. Và những cái phần còn lại của chúng ta thì sẽ được làm phay xước. Kính thì dĩ nhiên là kính sapphire. Và bộ kim thì bộ kim đặc trưng của dòng này, với logo của chúng ta là logo Christopher Watt ở đây. Đó. Chiếc này là một chiếc với ô lịch ở góc 6 giờ. Và để chỉnh thì chúng ta sẽ phải kéo ra. Đây. Đó, các bạn có thể thấy là cái ô lịch của nó được đặt góc 6 giờ và nó làm cho cái mặt đây của chúng ta rất là cân đối. Ở góc 12 giờ của chúng ta sẽ là cọc số đôi, và kim và cọc số của chiếc này thì đều có dạng quang. Núm của chúng ta là núm, như các bạn thấy là núm skew down, và kết hợp với đó là chúng ta sẽ có đó là 150m chống nước. Mình sẽ test qua cái dạng quang cho anh em xem. Dạng quang trước này thì cũng sử dụng đó là Lumi Supernova, cho nên là dạng quang của nó cũng sẽ khá là sáng. Và đây, anh em có thể thấy rất là rõ ràng. Quay trở lại với chiếc đồng hồ này thì đây là một chiếc đồng hồ mà mình đánh giá là dễ đeo, đeo hàng ngày. Và chúng ta sẽ không nhàm chán, và nó sẽ phù hợp với cả anh em thích chơi cái dòng vintage, quần áo vintage, bởi vì cái màu phối hợp của chiếc này thì rất là đẹp. Mặt số thì màu xanh Jura Green, còn sợi dây của nó thì sẽ có màu tan, màu da lộn, khá là đẹp luôn. Đó, và hai cái màu này nó bổ trợ cho nhau, và khi anh em kết hợp với những cái bộ quần áo mà nó mang tính chất vintage gentleman một chút, sử dụng cái tông nâu nhiều thì nó sẽ cực kỳ hợp lý. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ thấy một cái đáy hở, và đáy hở này sẽ show cho chúng ta thấy cái bộ máy được sử dụng trên chiếc này, đó là bộ máy Sellita SW200-1. Bộ máy này thì vẫn là một bộ máy cơ bản của Sellita với những thông số như là 26 chân kính, tần số 4 hertz 28.800, và các bạn sẽ có thời gian tích cóp là 38 giờ tích cóp. Đó. Đằng sau này phía trên thì các bạn sẽ thấy ngay số limited của chiếc này là 165/200. Đó. Và chúng ta còn có thông tin khác như là switch mate này,
thân thép này, độ chống nước 15 ATM tương đương 150M, và ở đây thì các bạn sẽ có một cái mã như kiểu là số số serial case đó. Sợi dây thì như các bạn thấy là sợi dây nó sẽ có cái màu màu nâu, và đây là dây zin của đồng hồ luôn, nó ghi rõ đây là Italian vintage oak leather đó. Và chúng ta sẽ có một cái khóa xiên đi kèm, khóa xiên này dĩ nhiên là có logo của Crystal Watch ở phía trên. Toàn bộ thân với cả khóa thì được làm bằng thép không gỉ và sử dụng cái finish đó là phay xước khá là nhiều, cho nên là chiếc đồng hồ này mình nghĩ là một chiếc đồng hồ mà có thể dành cho nhiều người, ai cũng có thể đeo được. Anh em nào mà quan tâm cái này thì có thể liên hệ ICS. Một sản phẩm như này thì có giá retail của Crystal Watch bán ra tại trang chủ của hãng là $890. Nếu mà tính ra thì nó khoảng tầm 22.500.000 chưa tính chi phí về Việt Nam. Còn một chiếc quan sử dụng như này hiện tại thì ICS đang để mức giá là 13.900.000. Thì anh em nào có nhu cầu về chiếc Crystal Watch này thì anh em có thể liên hệ ICS nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và sẽ hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.